Vì thế tất cả là con người thì phải có bệnh. Nhưng mà về bản thân có bệnh của chúng ta, căn bản chúng ta có 3 loại bệnh. Một là bệnh thân, hai là bệnh do tâm lý, ba là bệnh nghiệp. Bệnh thân thì do chúng ta thời tiết thay đổi, thì do chúng ta ăn uống không điều, hay do chúng ta ngủ nghỉ thất thường, do tứ đại bất hòa, cho nên chúng ta thường có những cái thân bệnh. Cũng giống như con Hòa thường đi xa và ít có cơ hội nghỉ ngơi, và khi mà về nhà, về lại chùa thì công việc rất nhiều, cho nên cứ liên tục như vậy. Và đôi khi bệnh thì cũng lướt lướt, và đến hồi lướt không nổi thì nó quỵ. Trước khi bay qua Cali thì Pháp Hòa có 6 ngày hướng dẫn khóa tu ở bên Denver. Thì vừa đến phi trường buổi chiều thì theo lịch trình là chiều hôm sau là khai mạc khóa tu. Thì khóa tu chưa khai mà Pháp Hòa khai bệnh. Pháp Hòa nói với thầy trụ trì: "Thầy ơi, con bệnh rồi, con sốt rồi, mà thiệt là sốt suốt mấy ngày." Thầy mới nói: "Bệnh thì bệnh, cứ cho thuốc uống mà tới giờ phải xuống." Tức là tới giờ giảng là phải xuống. Cho nên suốt mấy ngày đó Pháp Hòa cũng đỡ là có quý thầy, cho nên quý thầy tụng kinh, quý thầy hướng dẫn ngồi thiền, ăn cơm, mọi việc hết. Phần Pháp Hòa là cứ ở trên phòng trùm mền uống thuốc. Đến ngày thứ hai chịu hết nổi, 2 giờ sáng chịu hết nổi, tự ngồi dậy kiếm một đồng cạo gió. Mà hình như cái tướng Pháp Hòa là tướng bệnh, ai gặp cũng cho giàu. Nội có ở Cali này mới có mấy ngày thôi mà hồi chiều này lục vỏ ra 30 hộp dầu cù là. Thành thử là ai mua dầu cứ bán dầu cho, quá trời dầu cù là luôn. Tưởng gì đưa, phải chi mà đưa cục vàng hay cục xanh gì đó đỡ ha, dở ra toàn dầu cù là. Khóa tu ở Denver chưa khai mạc, sáng ra là Pháp Hòa khai bệnh. Liên tục mấy ngày viêm họng rất nặng, uống trụ sinh 10 ngày vẫn không hết. Viêm đến mức độ là lấy cái tay mà chạm vào trong cổ nó đau thấu lên tới đầu. Vậy mà tới giờ là phải xuống làm như người không bệnh. Đó là thân bệnh, là do chúng ta ăn uống thất thường, ngủ nghỉ không đủ, và chúng ta sinh bệnh. Thời tiết thay đổi cũng bệnh. Quý vị thấy Pháp Hòa tốt mã gì chứ dễ rã đắng lắm. Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương. Là ngồi chỗ nào mà có gió bơi, cho nên đi đâu á không có dám rời cái mũ. Thế mà rời cái mũ mà gió nó lên nó nhập cái mỏ hiền là vô bệnh. Quý vị biết mỏ hiền không? Tại tu không có mỏ ác, tu có mỏ hiền thôi. Kêu làm sao kêu, miễn ta biết mình nói gì thôi chứ. Thưa là chúng ta có thân bệnh là do mình ăn uống không đều, ngủ nghỉ không đủ, thời tiết thay đổi, rồi âm dương trong người mình nó không điều hòa. Ví dụ như là cái người có khi chúng ta lạnh gọi là phong hàn, cảm lạnh, rồi nhiệt hàn là cảm sốt. Và nếu do ẩm thấp, ở một cái vùng ẩm thấp lâu ngày chúng ta cũng bệnh gọi là phong thấp. Nói về bệnh thôi, phong hàn, phong nhiệt và phong thấp. Thành nữa ra nó còn nhiều thứ bệnh khác. Ví dụ như mình ăn chất nóng nhiều nó táo bón, hay là ăn chất mát nhiều mà đường ruột không tốt thì có thể mình tháo ruột, vân vân. Cho nên đối với thân bệnh thì ai cũng có. Bởi vậy cho nên á, thường thường Đức Phật dạy á, ngày xưa các thầy ăn ngày một cử, bởi vì quý thầy không có hoạt động nhiều ở trong chùa, rồi đi khất thực, rồi về chùa hành thiền, cho nên các thầy không ăn chiều, là bởi vì ăn chiều nhiều nặng bụng, khó ngồi thiền. Mà thời xưa, thời của Phật thì
Ấn Độ nghèo cho nên không có khả năng mà cúng nhiều, cho nên Phật cũng tiết chế bớt, cho nên không đi khất thực buổi chiều. Và đồng thời có một hôm có một thầy nọ, Ấn Độ thì đen lắm, cho nên thầy tới nhà ta buổi chiều vậy nè, ngài đứng thì thấy có một cục đen thui mà đang cười cái đó trắng nhách. Bà chủ nhà bà sợ quá, bà la lên, bà tưởng ma. Và kể từ đó Phật cũng dặn thôi đừng đi xin buổi chiều, dễ tạo hiểu lầm. Một lần khác, một thầy khác đến khất thực ở nhà thí chủ, đứng cầm cái tích trượng lắc hoài mà sao thí chủ không ra. Thầy bước vô cái gặp bà chủ nhà đang ngủ trưa, ăn mặc không được kín đáo lắm. Thầy hoảng hồn, thầy chạy ra gặp đúng lúc ông chồng về tới, hai bên đụng cái rầm. Thế là ông thầy đó bị một trận đòn. Và từ đó Phật cũng dặn thôi đừng đi ăn chiều. Và khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta không có chế độ đi khất thực, mà chúng ta chỉ ở chùa làm ruộng, trồng trọt, nấu ăn. Vì vậy cho nên chúng ta phải ăn chiều. Và cái buổi cơm chiều được gọi là dược thực. Dược là thuốc, thực là ăn. Có nghĩa là bây giờ buổi trưa là ăn chín, buổi chiều là nhớ ăn, thì cứ nghĩ rằng ăn thuốc chứ không phải là ăn để thỏa mãn cái thích thú, mà ăn để trị cái bệnh khô gan. Vì vậy mà mỗi buổi trưa trước khi mà ăn cơm thì một vị xuất gia phải quán tưởng năm điều. Và trong đó có một điều thứ ba, thứ tư là xin nguyện ăn những thức ăn gì có thể nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng thân thể và ngăn ngừa tật bệnh. Thì cái câu đó Đức Phật muốn nhắc cho tất cả chúng ta, muốn giảm cái thân bệnh thì chỉ có một cách là chúng ta ăn uống có chừng mực, ăn uống có cẩn thận. Bởi vì cái thời đại mà thức ăn càng phong phú, ăn chay mà càng giống mặn chừng nào á, thì nó càng nhiều cái độc tố chừng đấy. Cho nên người ta cũng giảm bớt. Cho nên mình ăn mà mình không có cẩn thận, không có chánh niệm thì mình dễ bệnh. Chính vì vậy mà người xưa thường nói bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh là do mình ăn, do nên bệnh mình từ cái khẩu mà nó đi vào, từ cái cửa miệng mà vào. Và cái họa, cái tai ương là do lời nói mình thốt ra, cũng một cửa miệng. Nhưng mà hãy ăn bậy thì bệnh, nói bậy thì tai ương. Cho nên người xưa mới nhắc chúng ta, thấy không? Nhắc chúng ta rằng miệng người là cửa đền vua, phải ngăn, phải giữ, kẻo mua tai nạn. Tức là nếu mình, cái miệng mình mỗi ngày ra vào như là một người đi vào thăm ông vua vậy, không có cẩn thận thì có thể bệnh tật, tai ương. Cho nên về thân bệnh thì Phật dạy chúng ta là phải ăn uống có chừng mực, tiết chế trong việc ăn uống. Mà rải rác trong các kinh, mà căn bản những bài kinh dạy cho một người xuất gia tu, thì trong đó Đức Phật thường nhắc cái ý nghĩa của tiết chế. Tiết chế có nghĩa là mình nên biết sức lực, sức khỏe của thân mà chúng ta đưa vào những món ăn. Vì vậy mà người Phật tại gia khi thọ năm giới là có cái giới thứ năm. Và giới thứ năm không phải chỉ đơn giản là không uống rượu, mà phải nói rõ là ý thức được bệnh tật của thân thể và sự mệt nhọc của tâm hồn. Chúng ta phải cẩn thận trong việc tiêu thụ hàng ngày. Những món ăn nào không mang lại lợi ích cho thân, cho sức khỏe thì chúng ta phải giảm. Những cái phim ảnh, sách báo, chuyện trò gì không lợi cho tâm, chúng ta phải tiết chế. Bởi vì ăn là nuôi thân, mà những câu chuyện hàng ngày, phim ảnh hàng ngày là nuôi tâm. Chút xíu mình nói tâm bệnh, bây giờ mình đang nói thân bệnh. Cho nên quý vị thọ giới đó,
Thọ giới để làm gì? Thọ giới để chúng ta biết cái điều đó mà chúng phát nguyện giữ. Vì nguyện là lực, cho nên ta thường gọi là nguyện lực. Nó có cái lực để giúp cho chúng ta thăng tiến trên đường tu. Vì vậy mà những cái món ăn không có lợi cho thân thì chúng ta phải biết tiết chế. Bây giờ mình nói về tâm bệnh. Thì tâm bệnh là gì? Tâm bệnh tức là những cái bệnh do tâm lý, như là sợ hãi, buồn rầu, giận dữ, vân vân. Thì căn bản tâm bệnh chúng ta do 7 thứ. Chúng ta thường gọi là thất tình: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Mà người miền Tây thường nói một cách rất đơn giản: tu sao mà khóc lu bù, thất tình lục dục mà tu cái nỗi gì. Tức là lúc nào cái tâm lý của chúng ta không buồn thì giận, không giận thì vui, vui thì hỉ, không hỉ thì nộ. Lúc nào chúng ta cũng tìm, bởi vì cái gì mà làm cho tâm lý mình như vậy? Do mắt, tai, mũi, miệng, thân nó tiếp xúc. Thí dụ như mình mắt mình nhìn cái người đó, xong mình coi nó thấy ghét, đi chùa mà ăn mặc vậy. Mắt mới gì mình đâu, nhưng mà mình phải nói cái. Đó. Rồi nhiều khi người ta ngồi người ta ăn phở mà ta thấy ngon, mà mình ngồi mình tụng: ăn gì kỳ cục, sợ không có rau. Cái mình ngắt rau mình bỏ vô người ta không được. Tức là phiền não đó. Phật gọi những cái trạng như vậy là phiền não, đó là tâm lý, là tâm bệnh. Có nhiều khi do tưởng không mà bệnh. Mình không có bệnh gì hết. Pháo Hòa có một bà cụ Pháo Hòa quen, bà rất là khỏe, nhưng mà đừng bao giờ ai nói bệnh cho bà nghe. Bà mà nghe xong rồi bà về bà bệnh theo. Bà cứ đi về bà nói: con ơi con, má bệnh đó, má bệnh kia. Mà thật sự bà không có bệnh. Cho nên mấy người con cứ năn nỉ trên chùa: quý bác đừng bao giờ nói bệnh cho má con nghe. Hễ má con nghe bác nào có bệnh gì là má con bệnh y chang. Lần nào bà lên chùa bà cũng đòi đưa thuốc uống. Biết gì đâu mà đưa, thôi đưa viên vitamin C. Ngậm vậy mà nói sao thuốc hay quá, khỏe, tâm lý. Vợ chồng sống với nhau, muốn giúp cho nhau bớt cái bệnh, chúng ta cũng nên để tâm lý của nhau. Thật sự nhiều khi á, buồn giận thì không nói ra, nhưng mà mỗi ngày một chút. Chẳng hạn như là cái hồi mình mới quen á, sao em thì mình nói với nhau làm sao à, đi lên cái cầu San Francisco mà đứng mà gió hiu hiu nó mát mát, em có lạnh? Có anh đây rồi em chẳng biết lạnh là gì. Nhưng mà khi mà hết thương nhau rồi, nói sao tôi thấy anh có ớn lạnh quá. Lúc mà đi làm về đó, đi làm mà bước vô mà ảnh mới rước mình á, bước vô xe hỏi bữa nay khỏe không em, trời ơi có anh đưa đón còn gì nữa đâu mệt mỏi. Đâu không có anh, ai sẽ đưa em đi học, ai sẽ rước em về vào những bữa chiều mưa. Nhưng mà tới hồi mà gần gũi với nhau, biết nhau nhiều chút rồi á, bước lên xe hỏi mệt không em, thử đi làm đi biết. Đó là một dạng tâm lý. Bị giận cho một câu như vậy, không có nói ra, nhưng mà để trong lòng, thì lâu ngày đó mang một cái tâm lý là mình hình như bây giờ hết duyên. Cho nên hình như bây giờ nói chuyện không có hợp. Rồi từ những cái tâm lý đó bắt đầu nghi ngờ sân lực. Cho nên bệnh tâm đó, bệnh tâm đó thì chỉ có thuốc tâm chữa, chứ còn thuốc thường chữa. Khi mà thân bệnh á, thì chúng ta lấy thuốc này thuốc kia chữa được, nhưng mà tâm bệnh là khó chữa. Cho nên mình mà đi thăm một người bệnh nào á, thì mình nhớ tâm lý một chút. Mặc dù lời lẽ của mình là lời lẽ thật,
bác đó bệnh sắp mất rồi, nhưng mà mình bước vô mình cũng khoan khai tỷ. Mới vừa bước vô bác sợ chết không bác? Bác tưởng lo con liên lạc ban hộ niệm hết rồi. Người ta bệnh là biết rằng thân là huyễn, nhưng tâm lý ai cũng muốn mình hết bệnh. Biết rằng khai thị của mình là đúng, nhưng mà từ từ thị, từ từ khai. Mình rạng chút trước khi mình khai. Chưa gì hết mình quẹo vô mình nói liền: bác muốn đưa linh về chùa nào thờ? Bác muốn thầy nào tụng? Bác nói trước cho để lát gây gỗ, vân vân. Tức là mình không có tâm lý. Cho nên mình sống với nhau á, mình sống với nhau là bất luận trẻ hay già thì ai cũng đều mang một cái tâm bệnh. Và cái khéo của chúng ta là biết chữa cái tâm bệnh. Thí dụ mình sống với người già thì mình nhớ là người già hay tuổi ngộ lắm, tuổi sửu hỏi tuổi gì cũng kêu tuổi thân. Mà nếu mà mình hiểu được cái tâm lý người già hay tuổi hay hờn thì chúng ta cố gắng chúng ta tránh. Nhưng mà rồi ngược lại, người già cũng biết con cái mình tánh nó nóng, thành thử khoan nói sóc nó. Ví dụ như vậy, cho nên người mình sống với nhau là mình phải hiểu cái tâm ý của nhau để mà chúng ta giảm đi những cái tâm bệnh của nhau. Mà mỗi người mỗi bệnh, mỗi người mỗi bệnh, thành thử mình mới có Nam Mô Di Đà Phật mỗi người mỗi tật, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát mỗi người mỗi khác, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát mỗi người mỗi ý, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mỗi người mỗi dạng. Đó là để giúp cho chúng ta chữa cái bệnh. Đâu có ai dám ăn. Cho nên Nam Mô Di Đà Phật mỗi người mỗi tật là đúng cái gì nữa. Mà mỗi người là có tâm lý. Hồi đó Pháp Hòa có hai sư cô già đi xuất gia chung. Tuổi cô nào cũng đáng bà nội mình hết. Nhưng mà một cô thì sống rất là miền Tây, dân giả bình thường. Còn một cô thì hồi nhỏ làm y tá và được cha mẹ cưng cho nên hơi nhõng nhẽo. Cổ 70-80 tuổi mà gặp Pháp Hòa: sư huynh khỏe không? Thương Pháp Hòa lắm. Lúc mà sắp chết là để là hết tất cả thơ từ mọi việc là một chữ cũng sư huynh, hai chữ cũng sư huynh. Mà rất là thương quý thầy ở trong chùa. Mà nhiều lúc á, Phi lắc nó vào thấy ngồi dưới bếp trộn tàu hủ kia, rắc một chút bột màu cho đỏ đỏ vô, lấy chiếc đũa màu quấn nhỏ xíu rồi lấy bao ni lông được bột. Có bà hỏi làm gì vậy? Đang làm con tét. Vì vậy lấy chiếc đũa bó tàu hủ kia vô, chặt về thì nó có một cái đường cong, rồi đem hấp ra cái xác nhỏ chiên lên y như con tét vậy. Hỏi làm gì vậy? Làm tét. Tét làm gì? Nấu canh. Nên mai cô ăn đi. Có bà ăn này bệnh chết. Tội. Cứ năn nỉ cổ điện làm. Cổ nghe Phật tử nào mà mới có nhà mới, cái cổ thức cổ trộn tàu kia cũng vấn rong biển rồi vô, rồi cổ lăn bột cổ chiên làm con cá banh thành hết trơn vậy. Hỏi cô làm gì? Cá chiên xù. Hỏi chiên xù để chi? Cho nó rù rì nó lên, cho nhà nào mà mới vô người ta thích vậy lắm. Cá bơi lội. Không, mà thấy bơi lội rồi nó bấy nhầy vậy sao ăn. Rồi quý vị thấy người ta nấu cực mà mình chê người ta buồn. Đó là một tâm lý. Hai sư cô trong chùa, một cô thì thích bánh sừng trâu, một cô thích chuối. Đi chợ mà mua cho cô nào một trái chuối thì nhớ mua thêm cái bánh về phát là hai. Còn không thì tôi biết mà, lúc nãy đâu thương tôi. Phật tử cũng vậy, phải không? Con biết mà, con để tử là giá, bà kia để tử là ruột. Pháp Hòa nó đừng lo, ruột thì phá lấu, da thì làm bì. Món nào ăn cũng được hết. Tại đó mình sống với nhau để có nhiều khi sống chung một nhà, có hai vợ chồng con cái vợ lớn hết trơn rồi, ra ngoài sống hết rồi, cái hai vợ chồng già vợ nóng thì cực vậy, tới giờ ăn cái bưng của cái chén ổng mà. Rồi sao ông lấy chén tôi? Bà muốn ăn bà tự lấy.
thế là bà đứng dậy, bà lấy cái chén không có giận, nhưng mà cái hờn đó nó để trong lòng. Đến một lúc nào chịu không nổi buông ra. Mà tới hồi buông ra toàn gì biết không? Toàn là tinh dưới ốc thôi. Chút chút thôi, trong cái búa kèm gì. Nhưng mà chính những cái đó nó làm cho một con người nhiều cái sầu, nhiều cái thân. Cho nên người ta nói, bà làm gì lúc này bà rầu rầu, tôi cũng biết tôi buồn gì. Tại vì nhiều khi không có để ý, nhưng mà thật sự cái chút chút đó. Cho nên thân bệnh muốn chữa, và có một cách đó, là ngoài việc uống, ăn hay là dùng thuốc, thì có một cách nữa là chúng ta có thể nhịn ăn, uống nước để cho nó bài trừ những cái tạp dơ trong người ra, thì cũng là một cách trị bệnh. Cho nên nhiều lúc đó, ăn nhiều phải không? À, không phải ăn nhiều mà hết bệnh đâu nha. Thí dụ như mình đang bệnh cảm, thì mình nghĩ rằng á, bệnh cảm, rồi mình nghĩ là bây giờ phải tẩm bổ, cho nên mua yến để chưng ăn. Ăn hoài ăn không hết bệnh. Tại yến là một loại bổ, mà cảm là một loại vi trùng. Mà cái bổ này vô thì nó nuôi cái vi trùng cảm lâu hơn, cho nên càng ăn yến càng không hết bệnh. Cho nên khi bệnh cảm là đừng ăn đồ bổ, tại bổ vô nó thì nó sẽ làm cho cái bệnh của mình lâu hơn. Hay là ví dụ mình bị vi trùng gan, đừng uống yến, tại vì yến nó sẽ làm cho vi trùng càng tăng trưởng, có thể cả ngàn có vi trùng trong một đêm một ngày. Vì vậy cho nên khi có thân bệnh thì chúng ta cũng phải tìm cách nào để giải quyết cái thân bệnh, mà đôi lúc cũng phải dùng cái cách là nhịn ăn, để uống nước để cho nó bài tiết những cái tạp dơ. Cũng giống như một bác sĩ, khi mình mang bệnh tới gặp bác sĩ đông y, người ta không có chữa liền đâu, người ta cho mình uống thuốc sổ độc. Vì độc mới có bệnh, con người không độc không có bệnh. Cho nên người ta cho mình uống vài thang thuốc sổ độc, độc hết rồi bây giờ bắt đầu tiêm gan gì đó, nó còn nguyên đó, ta mới biết bệnh gì mà ta chữa. Ta đến, ta gặp mình, ta nhìn mình, ta thấy da mình hơi vàng, mắt vàng, biểu hả họng rồi cho ta coi, đó kêu là vọng. Vọng tức là nhìn để biết bệnh. Rồi xong bắt đầu để cái tai vô bắt mạch, để nghe cái nhịp thở của mình, cái đó gọi là văn. Rồi xong ta hỏi mình vài câu, ăn được không, ngủ được không, tiêu hóa như thế nào, vân vân, gọi là vấn. Vọng, văn, vấn, gồm ba cái lại thuyết bệnh, thuyết cho mình nghe bệnh. Cho nên đông y có bốn cách: vọng, văn, vấn, thuyết. Rồi xong rồi ta tùy theo bệnh mà ta cho thuốc. Sổ độc ra rồi cho uống bao nhiêu thang thẳng vô trong đó để mà chữa cái bệnh của mình, có điều kêu là đơn. Rồi nếu mà mình cần phải dán ít ở bên ngoài gọi là cao. Giống như Pháp Hòa mà đi hoài, ổng không cho cao được mà cũng chẳng cho đơn được, ổng cho hoàng, phúc viên. Rồi bây giờ cho thêm hộp thuốc bột để đi kêu tán, cao, đơn, hoàng, tán. Chữa bệnh đó, chữa bệnh người ta là phải vọng, văn, vấn, thuyết. Mình muốn chữa bệnh người thân của mình đó, cũng phải vọng. Bữa nay đi làm về sao hơi tối, thổng tư như mọi ngày. Mình phải để ý chút. Có nhiều khi ngày nào cũng một câu chuyện vui đó, nhưng mà hôm nay mình mới vô đề chút là mình thấy người kia có phản ứng rồi. Là phải biết. Mới vừa nói cái người kia phản ứng làm gì dữ vậy, bữa nay cùng điên gì nói gì. Rồi mình nói những cái câu thì làm cho người ta càng bực tức. Bởi vì mình phải hiểu, ở trong chỗ làm có chuyện, mà là ở cái xứ Mỹ mình nổi cái stress trên đường đi, kẹt xe trời nắng, đường dài đắng đặng, mà việc nhà thì nhiều, nghĩ tới cái đó thôi, con người cũng dễ bị stress và dễ tâm lý bệnh tật, bực bội. Mà cứ bực hoài á thì cái nét người đó bắt đầu héo úa từ từ. Cho nên á, mình thương một người thân không phải chỉ cho món ăn không, mà ngay cả nuôi một người bệnh thân
thì cũng phải hiểu tâm lý là người ta cảm giác là người ta đang làm phiền mình. Cho nên phải nói cho người ta hiểu không có phiền gì hết. Và thậm chí cái cách mình đưa thức ăn, thuốc uống cho người ta, để cho người ta có cái cảm nhận là mình đang thật sự chăm sóc. Chứ người ta đừng mang một tâm lý là do bệnh tật của người ta làm phiền. Người bệnh thường hay nói thôi tôi không muốn làm phiền thế này thế kia, thậm chí đi thăm bệnh. Người ta thường nói là tôi bệnh tôi không muốn làm phiền ai, nhưng mà thật sự phải lắm. Bệnh mà có người vô thăm người ta mừng lắm. Mà nếu mình không thăm được thì mình gọi một cái phone đó, quan tâm. Thật ra thưa đại chúng, cái thân bệnh đó, nó cũng ảnh hưởng đến tâm bệnh. Bệnh ít về thân nhưng mà lo rầu phiền muộn cũng một phần là do cái tâm trạng của mình. Cho nên thường thường chúng ta sống dù ở trong chùa hay ở ngoài đời thì tất cả nếu đã là con người thì ai cũng phải có cái tâm bệnh do những cái bức xúc, những cái phiền muộn trong đời sống này. Mà mình là người tu Phật là luôn luôn có cái chánh niệm về thân. Hồi đó mình 30 tuổi, cái hơi thở mình nó khác và cái giọng hô chuông mình nó khác. Mỗi lần lên hô chuông là Pháp Hòa quán chiếu cái hơi của mình, cái hơi thở của mình, là mình liền biết bây giờ tuổi mình không giống ngày xưa. Ngày xưa một bài kệ đó 2 câu mà mình niệm một hơi, mà bây giờ 2 câu phải 2 hơi. Bao nhiêu đó thôi là mình chánh niệm về sức khỏe thôi. Cho nên nuôi một người bệnh về thân bệnh thì cũng nên quán chiếu cái tâm lý của họ. Cái người bệnh thường hay câu có quọn quọn. Nếu mà mình không ngủ đủ, con người mình cũng dễ bực. Cái đầu mình nó lân lân, chuyện gì mình không có nhớ và nói nhiều bắt đầu sao. Người ta nấu ăn lu bu mà cứ vô đứng hỏi hoài, người ta cũng dễ bực. Cho nên tất cả những cái đó nó đều ở trong cái tâm trạng và tâm lý của thân tình. Mà người Phật tử mình tu gì không biết, nhưng mà phải có chánh niệm để quán sát tự thân, quán sát những người thân của mình ở những cái đó. Đó là những người chữa bệnh. Cho quý vị thấy mình lại Phật dược sư. Dược sư, dược là thuốc, sư là thầy. Dược sư là thầy thuốc, mà không phải ngày nào mình cũng lại Phật dược sư mà gọi là hết bệnh. Mà chúng ta đang phát triển cái chất liệu, cái chất dược ở trong mỗi con người. Cho nên mỗi năm mình thắp đèn dược sư mình cũng. Đèn là gì? Đèn là những ánh sáng của tâm. Một khi tâm được bật sáng lên rồi thì mình liền biết tình bệnh của mỗi người mà chúng ta cho. Cho nên mình phải để ý cái tâm trạng của mỗi người. Nhiều khi mình nói chơi mà mình nói không đúng lúc, đúng việc, đúng người cũng nguy hiểm lắm. Giống như ở trước Pháp Hòa mà cứ nói đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhàn lùn. Chứ người ta nói, ê, bà đã nói ai? Thí dụ mà. Cho nên nhiều khi cũng một câu chuyện nói chơi mà mình nói không đúng người, cái người ta cũng buồn. Mà ta không nói ra, cứ như vậy. Rồi có đôi khi người ta để ý nha, gặp mình cái là mình nói cái chuyện đó. Mà nhiều khi mình cố tắt, cái ta nói tôi để ý nhiều lần, mỗi lần gặp tôi là người đó đều móc méo tôi chuyện này chuyện kia. Cái bắt đầu vớ những cái đó lại, cái bắt đầu sanh những cái phiền. Vì vậy cho nên ngoài cái thân bệnh, chúng ta còn có tâm bệnh. Mà tâm bệnh là bởi vì do chúng ta không quán chiếu để thấy được những cái tâm lý của từng người. Người Việt Nam mới qua nói tiếng Anh dở. Có một lần có một thầy lớn biểu Pháp Hòa lên thông dịch. Thầy mang cái chứng bệnh cho nên thầy đang uống thuốc. Rồi bữa hôm nọ thầy lên thầy nói với người Mỹ, rồi thầy biểu Pháp Hòa dịch. Thì đến khi mà thầy nói hoa đào thì Pháp Hòa quên bẵng cái tiếng hoa đào đó, tiếng Mỹ nói thì sao, quên lửng luôn. Cố suy nghĩ hoài đến một hồi cuối cùng nhớ ra được. Pháp Hòa nói lên thì những người Mỹ họ cười cái rằng, thì thầy đã hiểu lầm là
mình dịch tập 7, tập 3 gì để cho người ta cười thầy. Thế là thầy cũng giận mình trời. Quý vị thấy không? Có nhiều khi mình, cái tâm của mình không có không vậy. Có một cái chị đó, một hôm đó ngày Tết, thì đang ở trong chùa thì có một vị sư trưởng đến thăm. Thì mọi người lăng xăng vui mừng để đi đó. Thì chị cũng hơi bực. Chị mới nói làm gì mà như rước dâu. Thì Pháp Hòa cũng không để ý cái chuyện đó. Mà lúc đó Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa mới có mười mấy tuổi à, khoảng 17 tuổi đi tu rồi. Cái thì đi tới luôn, cái Pháp Hòa mới đọc cái bài kệ đánh răng súc miệng, mà đọc bằng tiếng Việt. Súc miệng và đánh răng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Cổ nghe cổ ghi cổ nói vậy. Làm sao con gặp con ấy. Bữa hôm chú chửi tôi thôi. Nó hỏi chửi vụ gì. Tôi mới vừa nói làm gì như rước dâu, chú tạc cho tôi bài kệ liền. Mà thiệt sự quan ông địa, ông địa không có ý. Phải chi mình đọc tiếng Hán chắc cô không giận. Nếu mình đọc tiếng Hán là sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Cổ hiểu gì hết, cổ không tịnh. Nhưng mà tại mình đọc tiếng Việt, cổ nghe được, cổ hiểu, cổ mới nói sai. Giờ mình đọc liền bài kệ. Cho nên quý vị thấy không, tâm lý người ta đang ở trong tâm trạng gì mà mình nói cái đó cái kia. Cho nên sống ở trong đời, mình không phải chỉ biết mình bệnh không, mà cũng biết sao xung quanh mình cũng có nhiều người bệnh na ná. Thành thử ra nhờ quán chiếu mình bệnh người bệnh, cho nên mình bớt bệnh. Bớt bệnh có nghĩa là mình bớt cái bệnh giận, bệnh hờn, bệnh trách móc. Mà mình rảnh lắm, ngồi rảnh cái bắt đầu móc ra trách. Không có móc đâu có chuyện để trách, cho nên kêu trách móc. Móc ra mới có chuyện để trách. Mà hãy ngồi buồn là nhất là người lớn tuổi. Ngồi buồn là bắt đầu nhớ bữa hôm con nói câu gì, rể nói câu gì, dâu nói câu gì, là bắt đầu ngồi để đó chưa nói đâu. Tới hồi giận lên bắt đầu mới sợ. Thôi để tôi đi. Tôi vô chùa tôi ở, ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự ra tất cả đều là nhỏ. Còn mình làm con, mình hiểu thì mình an ủi. Ví dụ má nói vậy mình đứng đó, ờ đứng luôn đi. Rồi có chuyện lớn. Thật sự lúc đó mình biết già thích năn nỉ, vuốt ve chút. Cái đó gọi là tâm lý. Mà nếu mà một người nào mà tâm bệnh lâu ngày thì thành ra uất ức. Mà chính cái uất ức đó thành ra những cái khối bệnh bắt đầu nó lây qua thân. Cho nên thân tâm là một. Thân tâm là một. Nếu mà cái thân bệnh mà tâm lo rầu nhiều, bệnh tăng. Thân chưa bệnh mà tâm cứ buồn rầu hoài, bắt đầu sẽ có thân bệnh. Quý vị để ý không? Ai mà rầu nhiều thức khuya ngủ da dễ nát, rồi sức kem hoài sao nóng nát. Bây giờ có cái kiểu này nó cũng hay hay. Gần đây Pháp Hòa đi giảng, thỉnh thoảng trên bàn có cái tờ giấy: thầy ơi thầy sức kem gì. Pháp Hòa đâu có biết kem gì mà nói. Tới hồi xuống mà nói cái cô đó, cô nói vậy mấy Phật tử nói sao thầy không quảng cáo luôn cho hãng kem. Sức kem Bisku. Thì kem gì đó. Nhưng mà thật sự không có. Có kem gì sức đó không? Nhưng mà cái tâm lý, nhiều khi mình lo rầu nhiều á, mình không ngủ được, bắt đầu nó phát hỏa. Bắt đầu quả nó giọng. Quả nó giọng là người mình dễ sanh mụn. Mà có người mụn trên mặt, có người mụn ở đâu? Mụn ở trên thân, trên lưng. Cho nên tất cả cái lúc chút, người mà stress nhiều, tóc mau rụng, tóc dễ rụng. Mà thậm chí nó không phải rụng rễ, có nhiều khi nó rụng sạch luôn một cái đoạn, một cái lõm chỗ đó. Đó, nó lõm một cái chỗ đó. Mà khi nào mà bớt stress, xả được cái stress là cái chỗ đó tóc nó mọc lại. Nó lại vậy. Cho nên cái thân với cái tâm mình nó ảnh hưởng. Vì vậy cho nên nhà Phật thường dạy chúng ta là mỗi khi chúng ta tu là chúng ta phải tu hai phần: thân và tâm cùng tu. Thí dụ như mình ngồi mình
mình ăn chay là mình tu thân, mình làm cho thanh tịnh hóa cái thân. Hay là ở trong chùa, mỗi lần mà vào chùa mà người ta đãi con trai mình đó là ta nuôi thân mình đó. Rồi người ta tổ chức tụng kinh giảng pháp là người ta nuôi tâm mình đó. Cho nên người Phật tử phải hãnh diện mỗi khi về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Rồi nhiều khi cái tâm lý nữa, cái người mà nấu cho mình ăn, thấy mình mới tới múc tô, không mấy phút múc tô thứ hai ăn dữ vậy, thế là buồn. Đâu, thành thử cái người mà đứng múc cho đại chúng ăn đừng nói mấy câu mình nấu ngon ta mới ăn nữa, chứ cái mình nấu dở ta đâu tới chứ. Cho nên phải vui, phải vui, phải hoan hỷ. Mà mình thức ăn mình mà nấu mình cho thêm người ta mà mình hoan hỷ, ta ăn cái niềm vui ta tăng lên. Tăng cái niềm vui là ta hoan hỷ, ta tiếp đãi mình. Và tăng có một cái niềm vui là thức ăn đó nó ngon. Cho nên tâm lý. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái đứa bạn, nhà thì nghèo, bà má có cái gánh bán bánh lọt ở trước, bánh lọt giò heo á. Mà ở Việt Nam xin thưa đại chúng là mỗi lần mình vô ăn không phải tô bự bự như đây đâu, chút chút à. Mà con nít thì nó dễ tiêu hóa lắm, nó giỡn chơi hồi cái loại má cho con tô, má cho con tô. Bữa đó bà tức cái mình, bà múc cho nó 20 tô quá nó ngồi ăn. Mà có quà chứng kiến kỳ đó, nó ăn mà nó trợn trắng trợn trầu vậy đó. Cái đó là tại mình nó tâm lý con nít đó. Thành thử ra rồi nhiều khi á, con nít thì nó no mà mình cứ nghĩ có nó bổ ép. Ở đây mới mà thấy nhiều khi ép đến mức độ nó ọc ra, là vì mình cứ nghĩ có nó bổ mà mình không tâm lý là con nít nó không có những cái món không hảo, vân vân. Cho nên để ý thân và tâm là. Vì vậy cho nên á, mình mỗi ngày mình chánh niệm ăn uống là nuôi thân. Mình nên cẩn thận những cái gì mình tiếp xúc sẽ không lợi cho tâm mình, đừng tiếp xúc. Có nhiều khi mình xem cái lương mà mình tưởng đâu như là mình nhân vật đó, ngồi khóc sướng. Ngồi khóc sướng. Trời ơi, mình nghe mà ở trong đó mình nghĩ non một câu: gió, gió ơi. Gió về cho lúa xôn xao, gió mang câu hót ngọt ngào. Trời ơi, mình nhớ quê bắt đầu mình kéo giấy. Kéo giấy mình chùi. Rồi mấy đứa nhỏ nói má làm gì má, con khẽ luôn. Rồi hôm nay con lại tới đây, vừa lúc đám cưới của thằng Tâm đánh tưng bừng giá tiền. Mình nghe xong rồi là mình áo não lắm, mình rầu rĩ lắm. Cho nên kinh Viên Giác gọi, nếu mình biết cái đó là huyễn thì mình lập tức mình liền gọi là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mình biết nó là giả, tri huyễn mà, thì lập tức mình liền. Mà lìa được cái huyễn thì gọi là giác. Cho nên giác và mê nó không có xa, nó chỉ ở cái chỗ là chưa hiểu thì là mê, hiểu rồi thì là giác. Quý vị hiểu ý chưa? Giờ là tâm bệnh, thân bệnh. Mà bây giờ tâm bệnh thì phải làm gì đây? Phải quán chiếu. Người thân mình trợ giúp cho mình chữa tâm bệnh rồi. Nãy giờ Pháp Hòa nói để ý tâm lý của nhau vậy đó. Và đồng thời gì nữa? Đồng thời cái tự thân mình phải quán chiếu. Thí dụ bây giờ mình có tâm lý sợ hãi. Sợ cái gì? Có nhiều khi mình sợ già. Mà càng sợ già thì nó mau già, là tại cứ sợ. Sợ rồi cứ rầu hoài thì da nó mau nha. Thí dụ như bây giờ mình biết rồi, trời ơi 50-60 tuổi mà tóc còn vậy cũng đỡ lắm rồi. Chứ còn mà sáng ngủ dậy thấy mấy sợi bạc nằm ở trên gối cái mình làm thơ. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu quang. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Rờ lại trái tim mình thấy
tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân em. Tóc thì bạc mà da thì nhăn, rồi đi thì lẫm cụm rồi, mà mình chứng minh anh hùng hai tay cầm hai bao gạo. Rồi mình phải biết sức của mình mà liệu. Cho nên cái câu mà người ta nói liệu cơm gấp mắm nó nhiều nghĩa lắm à. Nội cái sức khỏe của mình là cũng ứng dụng được. Liệu sức mà gì? Liệu sức mà mình làm được là tâm lý. Chứ mình quán chiếu, mình quán chiếu là mình thấy rằng không phải chỉ mình khổ, mà muôn người ở xung quanh mình cũng khổ, mà mỗi người khổ mỗi kiểu mỗi cách. Mà lâu ngày như vậy rồi đó, bắt đầu nó thành một cái thói quen mà chúng ta gọi là nghiệp. Nghiệp là có thói quen. Thí dụ như bây giờ đó, mình có cái tâm lý là hồi xưa mình đi làm được, mình có tiền. Bây giờ mình không có tiền, mình đi chùa hình như không ai ngó mình. Mình cái tâm trạng mình nghĩ vậy, thật sự chùa không có. Mình đi chùa mình cứ đi, có là cúng, có là thôi. Hồi mà có mình cúng rồi, bây giờ già rồi khỏi cúng. Nhưng mà hoặc là không có tiền cúng, nhưng mà mình tâm trạng tôi đi chùa tôi có tiền ai ngó. Nhiều khi người ta bận lo ngó chuyện khác, mình tưởng là tao cứ lúc nào phải ngó mình, mà hãy ngó mình hoài cái cụ nghi cái gì sao ngó dữ vậy. Là khổ không? Có một lần có một vị đi chùa, lúc nào cái vị thầy cũng tiễn ra cửa, cái tâm của thầy tiễn ra cửa. Có ông cô tự nhiên cô vui của thấy hình như ông thầy cũng đi tu cấp. Khổ không? Cho nên thành thử ra quý vị thấy làm thầy chùa cho đâu lúc chui lắm. Là mình sống là lúc nào mình cũng mang nhiều cái tâm trạng, nhiều cái tâm lý. Rồi thì mình tự mình làm cho mình một cái thói quen nghi ngờ, một cái thói quen trách móc, thì những cái thói quen đó nhà Phật gọi là nghiệp. Nhưng mà hễ chúng ta làm thiện thì là nghiệp lành, mà nghĩ xấu hoài thì thành nghiệp, nghiệp ác, nghiệp xấu. Cho nên nghiệp không ai ban phát, mà tự do mình cứ vun tập. Thí dụ mình gặp nhau mà A Di Đà Phật riết cho thành ra cái nghiệp, và nghiệp đó tốt. Tự nhiên đi ra đường mà gặp người ta thối tiền xong cũng chắp tay xá mô Phật, cái tới hồi nhớ trực lại. Sao còn mình có một cái nghiệp, nghiệp trả giá. Mà hễ mỗi lần trả giá là mang chùa ra trả, mua cho chùa mà có bớt. Mà để chứng minh mình là chùa thứ thiệt mặc bộ đồ giặc hò nữa. Nhưng mà mình quên, trả một hồi mình vừa đi ra, người ta xì một cái, ta nói trời ơi cái bà đó mặc đồ tu mà trả giá. Thấy không? Mình muốn được cái lợi này nhưng mà nó hại cái khác. Cho nên cũng phải cẩn thận cái đó. Bây giờ mình chỉ ra nói một câu thôi, giờ tôi mua này cho chùa này, chỉ có tính gì giá đặc biệt không? Người ta tính được thì mua được thôi, chứ đừng kèo này nữa. Tới hồi mà ta đưa xong còn rút thêm cộng hành nữa. Tôi mua cho chùa mà tôi không kịp đi chở cho tôi, thôi đưa cộng hành thì tôi gì tôi xài. Quan trọng lắm. Cho nên mình độ người là độ ở mấy cái chỗ. Người ta không thấy mình tu hành gì, nhưng mà thấy cái này là ta quải rồi. Quý vị hiểu ý không? Thật ra nghiệp là do cái thói quen. Nhưng nếu mình ráng mình tu làm sao mình chuyển thành cái nghiệp tốt nhiều hơn là nghiệp xấu. Bây giờ muốn giảm cái nghiệp á, cho nên Phật tử mình phải tu giới. Tu giới, ví dụ như mình không có giết người hại vật, mà thường phóng sanh. Không gian tham trộm cắp, mà thường bố thí. Bởi vì con người của mình ai cũng có cái nhân hết, cái nhân xấu. Rồi những cái lặt vặt bên ngoài là cái duyên để cho cái nhân đó nó phát. Rồi bắt đầu nó suy nghĩ làm sao để cho cái đó nó thành. Cho nên nghiệp nó thành, tội nó thành. Có một ví dụ như bây giờ á, mình có cái nhân nổ, rồi gặp đúng chuyện để nổ nữa. Cho nên cái đó là duyên để mình nổ. Rồi mình nghĩ cách làm sao để nổ cho nó hay. Có cái nhân thích nổ, gặp đúng chuyện để nổ, phải không?
rồi nghĩ cách nào nổ cho nó hay. Ba cái đó gom lại thành nghiệp nổ. Có cái ông đó, ông mang một cái đôi giày cả ngày không ai thằng khen hết trơn, tức quá ông đi tới luôn, biết sao mà để cho ta khen mình. Thời mai có người tới đụng ổng, kìa ông nói mày đi đường không cẩn thận coi chừng tao đá mày, cảm đưa đôi giày lên. Bởi vì đôi giày mới mang mà không ai khen, cho nên được cơ hội khoe giày, đá mình cái đưa đôi giày mới lên. Trời ơi hay quá, gặp cái anh này ổng cũng thích nổ luôn. Ổng nói ê đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịch tôi, đá không ổng đưa sự dây nịch mới anh cho. Rồi gặp cái người nổ tới nữa, gặp cái bà kia nó đeo cái hộp xoàn mà ổng ai khen, nó nói thôi cho tôi khen. Mình có cái nhân xấu, những cái ngoài gọi là duyên cho cái nhân đó phát, rồi mình nghĩ cách thức nào để làm cái hành động đó, gom ba cái đó thành nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình có cái nhân ăn cắp, bước vô cái nhà vệ sinh công cộng có cái đồng hồ mắc tiền của ai để đó, nó duyên. Chứ nếu mà mình không có nhân cắp thì vừa thấy nó ủa chết mồ rồi, không biết ai để đây, cầm qua la lên coi có ai bỏ quên không, không có, cầm mát rồi nha. Cái đồng hồ nó chớp chớp, nó comment, take a scene, take a look. Cái là mình cầm lên mình nói cái, tức là mình có cái nhân đó. Rồi cái đồng hồ ai bỏ quên là duyên ăn cắp. Rồi cái bắt đầu mình nhìn giáo giác của mình, nghĩ cách nào cái mình nghĩ thôi bỏ túi đi, nếu quên thì lấy luôn, mà lỡ mà ta phát hiện đó tôi đang kiếm chị để trả. Nghĩ cái cách đó, cái đó gọi là cách thức ăn cắp. Nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp, mà ăn cắp thành gọi là thành nghiệp ăn cắp. Quý vị hiểu ý thì cái đó, cái nghiệp nó từ đâu? Từ những cái tâm lý chút chút mà ăn cắp. Cho nên ở đời nó khổ, mà hễ mình để cái gì mà sơ sẩy, mà gọi là để ở đó, là người ta rưng, mà để kỹ người ta rình. Mà hễ mà lén lút vô lấy kêu ăn trộm, lấy lấn lướt ỷ quyền cậy thế gọi ăn cướp, phải không? Rồi mà để ta để hở mình lấy kiểu ăn cắp, cũng cái ăn mà cái cắp, cái trộm, cái cướp, công khai mà lấy kêu cướp, lén lút lấy kêu trộm, rình rập ta mới lấy được kêu trộm. Cho nên nghiệp của mình á, là nó ở những cái gọi là do cái nghiệp xấu, và chúng ta gọi là tập nghiệp. Bây giờ muốn giải cái nghiệp đó thì chúng ta bắt đầu tu. Thấy nghiệp thì mới chuyển nghiệp, còn không thấy thì không chuyển. Giống như mình bệnh, thấy bệnh mới chữa bệnh được, còn mình không thấy bệnh, mình không có chữa được. Có cái cô đó, người ta nói trời ơi sao cô hay nóng tánh, mà cô dỗ bàn cái bố tôi nóng mà nào. Tức là mình đôi khi cái nghiệp nó quen rồi, người ta nói động tới mình dỗ bạn nó cũng đóng hồi nào, mà thiệt sự mình cũng giống như mà mẹ mà dạy con, mẹ nói với con rồi không có được nói tiếng Anh thôi kia. Bà cứ EG mà ổng nói cái bà này có cái chữ LG mà nói không xong. Thưa quý vị biết được cái gì gọi là cái quân tập lâu ngày.
Bây giờ cái nghiệp của mình làm sao chữa? Một là mình phải thọ giới, tu giới. Mình nặng cái nghiệp nào thì nên tu cái giới đó. Bởi vì nếu mà mình không có cái vấn đề gì rắc rối thì cần giữ làm chi? Cho nên giữ giới là gì? Tức là những cái gì mà mình mắc phải mình mới giữ. Thí dụ như bây giờ mình có cái bệnh ăn cắp thì dĩ nhiên cái giới đó nó có tác dụng cho mình đó. Tại vì nhờ phát nguyện giữ cái đó cho nên mình sẽ giảm được giới ăn cắp. Cho quý vị thấy, thôi thôi tôi không có tu được đâu, tôi không có thọ giới được đâu. Thọ giới rồi tôi không làm tôi tội. Để khỏi vậy cái tôi thọ cái tôi làm, tôi không thọ mà tôi làm không tội sao? Cũng tội đó. Nhưng mà cái người mà có thọ giới có tội đỡ hơn. Biết làm sao? Còn chưa. Thí dụ như hồi xưa mình giận, mình chửi tan 100%. Giờ quy y làm Phật tử rồi, chửi được 50% giật mình, thôi kệ cất lại. Cho nên là Phật tử nó đỡ. Chứ phải quy y, phải tu để làm gì? Để làm Phật tử. Mà đã là Phật tử rồi tự nhiên thúc liễm lại. Thúc liễm lại. Cho nên thầy tu cạo đầu để làm chi? Mỗi sáng rờ lên đầu là mình là nôn he. Mà chính là người không có tóc thì phải làm chuyện của người không có tóc. Cho nên Phật dạy mỗi ngày phải lấy tay rờ đầu. Ma là ma tức là sờ, rờ. Cái đỉnh là cái đỉnh của mình. Cho nên cái chiếc áo nó không có làm nên thầy tu. Nhưng mà thầy tu phải có chiếc áo. Bởi vì cái áo đó nó gò người tu lại. Cho nên Phật tử cũng vậy, đừng có sợ quy y. Quy y nghĩa là con xin quay về nương tựa Phật, là người thầy giác ngộ, dẫn đường chỉ lối cho con. Quy y pháp là lời dạy của Phật, có khả năng cứu khổ ban vui. Mà lời dạy của Phật có đầy đủ từ bi trí tuệ. Quý vị để ý coi, ở trên đời này nhiều phương pháp lắm. Mà người không phải là người Phật tử là người ta thường xử sự làm sao? Hễ mà gặp rắc rối cái gì đó thì người ta phải đem một phương pháp ra để giải quyết. Nhưng mà đa phần là lợi mình nhiều hơn là lợi mình. Đó là cái pháp của thế gian. Mỗi lần gặp một vấn đề gì phải có một phương pháp. Nhưng mà phương pháp thế gian phần nhiều là gì? Lợi mình nhiều, lợi người ít. Mà nếu không muốn nói là đôi khi lợi mình mà hại mình. Nhưng mà đã là Phật tử rồi khác. Biết tin nhân tin quả, sợ tội sợ phước, có làm gì đi nữa cũng rút lại chút, cũng chừa chỗ cho người ta sống, không để cho người ta đến chỗ tột cùng đau khổ. Có một chút chất Phật đó. Cho nên mình là Phật tử thì sẽ có Phật chất, còn không là Phật tử thì tục tử. Nếu không là Phật tử thì là tục tử. Mà tục tử là người sống trong cõi tục. Quý vị hiểu ý. Cho nên muốn giải cái bệnh nghiệp của mình thì thọ giới và tu phước. Bây giờ nghiệp mình từ đâu sanh? Ba chỗ thôi: thân, miệng, ý. Mình có phước quá chừng có được cái thân thể đầy đủ, mắt, tai, mũi, miệng, thân. Nhưng mà mình cứ dụng cái thân này, dụng cái ngũ căn này mà tạo nghiệp hơn là mình tạo. Có mắt để nhìn người, để thông cảm thì mình không có nhìn như vậy. Nhưng mà nhìn bằng soi mói, nhìn bằng trách móc, rồi không nói được lời thiện, không nghĩ được điều thiện. Cho nên có cái phước đó, nhưng mà nghĩ xấu riết, cho nên cái phước đó làm sao? Nó giảm. Mà phước hết là nghiệp sanh, mà nghiệp hết thì phước sanh. Cho nên bây giờ mình phải quán lại, mình có phước không? Có. Mình có cái thân này. Mặc dù cái thân này là thân tứ đại, thân giả hợp, nhưng mà nếu biết dụng thân này có đúng thì thân này mấy mươi năm đây làm được nhiều việc lắm, làm được nhiều việc tốt. Cho nên Pháp Hòa thường nói với mấy em tiếng Anh: we come from nothing, one day we will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something.
Cho quý vị thấy một cái người nhạc sĩ, người ta chết rồi, nhưng mà những bài hát của người đó vẫn còn tồn tại. Bởi vì mỗi lần hát lên, nó chan chứa cái tình tự của quê hương, hay là nó nói lên được một cái đạo lý sống. Chúng ta cũng thế. Cái thân này mấy mươi năm mình thọ dụng, nhưng mà mình có một cái phước là mình gặp được giáo pháp, để mượn giáo pháp, dụng giáo pháp làm cho thân này sanh trong công đức, chứ không để nó phí phạm. Cái đó nhà Phật gọi là gì quý vị biết không? Lấy cái thân khổ chuyển thành pháp thân. Thay vì dụng cái thân khổ lụy này mấy mươi năm, nhưng mà cái thân này sẽ làm được nhiều việc lợi ích cho đời, cho người, cho nên thành pháp thân thành thật. Bởi vì pháp thân là gì? Là cái thân Phật pháp, mà cái thân nó không sanh không diệt. Nếu mà Thái tử Sĩ Đạt Ta chỉ là một thái tử thôi, chắc giờ này mình chẳng biết ngài là ai, chẳng biết cái ông tên Siddhartha là ai, Gautama là ai. Nhưng mà nhờ ngài đã không dụng cái thân hạn hẹp đó, mà ngài đã lấy cái thân đó để làm gì? Để 6 năm tầm đạo chốn rừng già, để rồi ngày hôm nay triệu triệu người trên thế giới quy ngưỡng về ngài, kính lễ ngài. Như vậy quý vị thấy cái pháp thân ngài có bất diệt không? À, cái thân tứ đại thì đã diệt, nhưng mà pháp thân đó thì bất diệt. Chúng ta cũng như thế, mình cũng sử dụng cái thân đó linh động như vậy đó. Lấy cái thân này nấu ăn từ sáng tới chiều mà hoan hỷ vô cùng, không có gì buồn phiền hết. Đó, nấu ăn như vậy là nấu ăn bằng pháp thân. Làm việc như vậy là làm việc bằng pháp thân. Cho nên mình dụng cái thân mình tạm để mình sanh cái phước. Cho nên đại chúng nhớ là có một dạo tự nhiên sau bây giờ mắt mình, tự nhiên sao bây giờ con mắt mình nó không bình thường, thì phải quán yếu. Do cái phước hết. Phước hết là nghiệp sanh. Cũng giống như là sức khỏe yếu dần thì bệnh tật nó lôi tới. Còn nếu mà sức khỏe đầy đủ, thân thể cường tráng thì bệnh nó lướt đi. Cho nên mình bây giờ phải tu bòn tu mót. Mót được chút nào mót, bòn được chút nào bòn. Lời nói nào mình nói được lành thiện cho ai cứ nói. Có một ví dụ, mình thấy người ta tới cái chỗ đó, người ta làm từ thiện, mình không hạ, mình không thích, cũng mình không giúp, phải không? Không giúp của, cũng không giúp công, thì thôi mình giúp lời. Ồ, thôi được, anh làm từ thiện chỗ đó. Thật ra làm sao mình đủ cái khả năng để mình nói ai tốt xấu, ai thế này thế kia. Không thấy người ta phát tâm làm thiện, khuyến khích ta làm thiện. Lúc này xiên quá ha, đi chùa ha, nói mấy câu vậy, tu dữ ha. Cái bữa nào mà ta làm cái gì mình hơi buồn buồn, đó là tu vậy đó. Thế này thế kia, cái tự nhiên làm cho người ta thối chí nản lòng. Mình có cái phước mình chỉ khen người ta câu để người ta làm thiện, người ta tu tiếp. Chứ nhiều khi mình mà dữ dằn quá, mà hôm nào mình tu được cái người ta bắt đầu người ta phán xét, biết mình tu thiệt hay tu giả, thế này thế kia. Thưa đại chúng, là tất cả chúng ta nếu nói cho đúng, ai cũng có phước, nhưng mà mỗi người phước phần. Có nhiều người phước tiền của, nhưng mà bù lại không có phước về hạnh phúc gia đình. Có người có phước hạnh phúc gia đình nhưng bù lại tiền bạc thiếu thốn. Có nhiều người hạnh phúc vợ chồng nhưng bù lại con cái không được, học hành ảnh sắp. Cho nên nếu nói trong cùng thì ai cũng có bệnh. Không bệnh thân thì cũng bệnh tâm, không bệnh tâm cũng bệnh nghiệp. Có nhiều người không có bệnh gì hết, mắc có cái bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp gì hay nói. Nói ngày không đủ, tranh thủ nói đi. Nói luôn giờ ngủ. Tới hồi mà ổng không có nói được đó, ổng tối ổng ngủ ổng mớ.
Rồi bà mới cầm lên mới nói cái ông này là tối đêm nào ngủ cũng mớ hết. Bà nói vậy chứ bà, ban ngày tôi có được nói đâu. Thưa đại chúng, là mỗi người mình có cái phước, thì bây giờ mình hãy nên định tâm lại để nhận ra những cái phước mà chúng ta đang có. Rồi cái nào mà chúng ta thiếu phước á, tu cái đó. Quý vị thấy mà nói không? Thí dụ như bây giờ mình có cái phước có tiền, nhưng bù lại là phước con cái mình không được. Thì thôi bây giờ mình lấy cái tiền đó đó, mình có đó, mình bố thí cho những em học sinh mà nó có tâm đi học mà chỉ có cái tội nó nghèo. Giờ con mình không học thì mình phải làm sao? Mình giúp cho người khác học để nó sanh cái phước. Rồi nếu như mà con mình dù nó không thành tài, nhưng đỡ một cái là nó không đến nỗi phải gặp những người xấu xúi biểu nó làm bậy. Mình khuyên ai được cái điều tốt khuyên đi, lỡ mai chiều mình khuyên người thân mình không được thì tự nhiên cái phước người khác khuyên lại con mình. Có nhiều khi con mình nói không được mà mình nói con người ta nghe. Thì phải nhớ là hôm nào đây rồi con mình nó sẽ được người phát khuyên. Cho nên không có mất, không có mất đâu hết. Cái người mà mê thì người ta mới nói cho hết lấy gì ăn. Còn cái người biết sống cho người khác nó ăn hết lấy gì cho. Mình khuyên ta cho nó cho hết lấy gì tôi ăn. Nhưng mà nếu mình nghĩ cho người chút mình nói cho hết lấy gì mình ăn. Thưa Pháp Hòa, thưa đại chúng, là đời này Pháp Hòa nhận được một điều là Pháp Hòa thiếu cái phước. Thiếu cái phước là được đi học. Từ hồi nhỏ tới lớn là ít học lắm. Trong đầu hồi nhỏ là chỉ ham một chuyện là tu thôi, không có ham học. Thì chính không có ham học cho nên tâm chẳng để tới học. Tới giờ vô làm bài, nộp bài, có tiền không dám ăn, để trả tiền mướn người ta làm bài. Bây giờ mới dám khai. Pháp Hòa nhớ mà có đứa bạn nó tên là Minh. Nó giỏi toán mà Pháp Hòa thì dở, không có đầu, không biết tính toán. Cho nên là mỗi lần mà vô cái em mày 5 cent bài. Cho nên rồi đi học. Tới hồi vô chùa tu cũng vậy. Ở Việt Nam là được có trường có lớp, chứ ở đây làm gì có lớp có trường mà học. Từ ngày vô chùa tu tới giờ Pháp Hòa chưa có một ngày nào ngồi lớp Phật học. Không có được một lớp Phật học. Chỉ biết vô chùa tu mà đi tu cũng không chọn. Người ta đi tu là người ta chọn thầy, chọn chùa rồi dữ dội. Còn mình chẳng chọn gì hết. Ở ngay chỗ đó có cái chùa đó, có vị thầy đó, vô tu không lựa thầy mà cũng chẳng lựa chùa. Rồi có thầy một trò đó, rồi cứ lo tối ngày ăn cơm đi học, tụng kinh, làm việc chùa, không có được đi học. Cho nên nếu mà nói là có hoài dốt thì dốt hơn me. Dốt hơn me, tôi nên kêu me dốt. Cho nên có hoài mà thấy ai đi học được mà mừng lắm. Rất là mừng thấy ai được đi học và những thầy, những cô đi học là có tiền có hoài giúp. Ít giúp ít, nói chung là có để có hoài giúp cho người ta có phương tiện đó học. Vì mình biết đời trước mình chắc cũng bích đường, bích lối ai học hành, cho nên đời này khờ khờ. Lờ khờ, biết gì chứ. Thiếu được phương. Nhưng mà bù lại mình có cái phước khác, là có cái phước học kinh. Chỉ cần đưa bài kinh ra 5 phút là hòa thuộc. Mông sơn thí thực mà có hoài ngồi tụng chung với thầy tụng có 5 lần rồi. Có cái phước đó. Cho nên nhiều khi mình biết là đời trước mình không có tạo cái nhân đó. Mình không có tạo nhân đời nhiều, mình tạo nhân đạo nhiều. Thì bây giờ mình được ở trong cái phước đó. Cho nên cũng không có buồn. Không có buồn là mình gọi là mình không có trách móc gì hết đó, mà tự thấy ai cũng có một cái phước riêng. Cho nên thấy được như vậy, cái tinh thần mình sao nó thoải mái, nó thanh thản, và mình tu có tiến bộ.
đời sống của mình. Ở đây quý vị có khổ, dù đời sống quý vị rất khổ về tâm, nhưng quý vị quán chiếu lại là nếu mình ở một quốc độ vừa khổ thân mà vừa khổ luôn cả tâm thì mình còn khổ dữ nữa. Bây giờ so ra mình chỉ khổ tâm thôi, nhưng mà về vật chất đời sống mình không đến nỗi, tự nhiên mình thấy mình còn chút nữa. Thôi thì bây giờ lấy cái phước báo mà hữu lậu đó, tiền của mình bố thí làm lành. Cho nên biết được như vậy thì mình dù có nghiệp đi nữa thì cái nghiệp nó bắt đầu nó làm sao, nó lơi ra. Người ta gọi là giảm nghiệp. Giảm nghiệp không phải Phật giảm cho mình, mà tự tâm mình quán chiếu để rồi mình tu tập làm cho cái nghiệp khổ đau của mình nó giảm ra. Quý vị hiểu ý không? Thì thôi hôm nay có quà về đây thăm đại chúng thì cũng không có gì khác hơn là chia sẻ với đại chúng ba loại bệnh: bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Bệnh thân thì mình phải tiết chế ăn uống, uống thuốc trị bệnh. Bệnh tâm thì chúng ta quán chiếu để chúng ta thấy rằng không có gì sợ. Thường thường có bà đi thăm bệnh á, có bà hay nói với bác bệnh: bác ơi, bác đừng có lo, mình có phước lắm, mình được ở đây nè, bác sĩ y tá người ta chăm sóc tận tình lắm, bác sĩ giỏi lắm, bác đừng có lo nha. Cách đây mà Pháp Hòa qua đây bệnh vậy, mà Pháp Hòa biết một bác mà Pháp Hòa quen mấy chục năm, bác bệnh á, ngày mai tức là ngày hôm qua bác đi đi trị bệnh, Pháp Hòa tranh thủ tới thăm. Và trước khi ra về thì Hòa nói: bác đừng có lo, ở đây bác sĩ tốt lắm, ta giỏi lắm. Tức là mình làm sao mình cho người ta một cái an toàn. Đến khi nào người ta hiền huệ lắm mà chừng đó mình bắt đầu mới khai thị nói gì đó theo cái đạo mà mình nghĩ. Chứ còn nhiều khi chân lý mà mình nói không đúng đối tượng thì nó thành ra người ta bệnh, không thể mới bước vô mà phán cho người ta một câu liền, phải không? Cho nên đại chúng để ý, rồi mình sống hàng ngày với nhau hãy nên để ý những tâm ý của nhau mà bớt làm cho nhau những cái sầu khổ qua những cái tâm lý. Mà mình phải biết mỗi người có một cái trách móc khác nhau, hiểu như vậy thì tự nhiên mình giúp cho nhau giảm bệnh, thì tự nhiên mình là Phật dược sư. Mình biết được căn bệnh của mỗi người thân của mình mà mình cho. Có nhiều người người ta nấu một cái gì cho mình ăn mà người ta rất là vui là người ta nấu cái đó ngon, thì đừng có phán câu: bữa nay làm gì vậy? Nấu mặn chát ngọt ngay ăn gì nổi, người ta đang ru vui quá mà mình nói vậy cái tội. Cho nên đại chúng để ý, mấy đứa con nít hồi nhỏ ông bà nội bà ngoại mất, mình đâu có nói cho nó nghe là chết đâu, vì mình nghĩ nó con nít nó nghe cái chữ nó tội nó lắm. Mình nói ông nội lên trời, ông nội đi làm xa rồi mai mốt ông nội về. Tức là đối với con nít thì mình tâm lý mình nói những cái gì để cho nó đừng có phải đau khổ, cái đó đâu có nói dối. Mình biết cái người kia giận người nọ mà tối ngày cứ đem chuyện cái người đó nói cho người đó nghe hoài, rồi cái người kia mới nói: tôi không nghe nữa, bà đừng nói cho tôi nghe, nghe đi rồi để tránh nó. Người ta tránh rồi nói gì nữa. Cái đó Đức Phật gọi là gì quý vị biết không? Cái đó gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng nó có hai cách. Mình làm cho cái người đó tăng thượng, cái duyên này làm cho cái sự giận của người đó tăng trưởng, tăng trưởng, tăng trưởng. Đó là lộc của mình. Không có biết quán chiếu để làm sao giảm. Có nhiều khi mình người ta đang giận, mình đừng có nói thêm, mình nói ngược lại, cái đó gọi là nghịch duyên. Tức là cái duyên người ta đang giận mình không nói theo cái duyên đó, mình nói cái khác để cho cái giận nó giảm, nghịch nhưng mà giúp cho người đó. Còn mình thuận theo cái giận của người đó nhưng mà lại vô tình là tăng cái duyên cho người. Cho nên duyên nó có mấy cách vậy đó: nghịch duyên, thuận duyên, tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên. Người ta bực bội mà cứ ngồi đó hoài, nó hoài, nó hoài là đẳng vô gián duyên. Ổng đã sai xỉn rồi, mình về mình nói một hai câu thôi, đừng nói nhiều. Đó, nhậu vô đi, nghe, mai nghe. Bệnh này, bệnh kia, mình ngồi nói hoài, cái lát ổng bực bội quá, ổng thỉnh Phật xuống luôn.
cái đó gọi là đẳng vô gián duyên đó. Tức là người ta đã không khỏi nói mình cứ lãi nhãi hoài. Mình thấy cái người bạn mình giận cái người kia, đừng có nói thuận mà phải nói nghịch. Thì cái người đó nói tại sao mà cái người đó như vậy mà nói tốt. Kệ, ta cứ nói mình cứ nói nghịch. Nói nghịch, ta đang giận nói nghịch. Để chi? Để cái duyên giận nó giảm. Còn mình nói thuận cho cái người đó. Tôi nói với chị rồi mà chị không tin tôi. Cái người đó chơi không được, bây giờ thấy thôi chứ, bỏ mắt chưa. Tức là nói thuận cho người ta. Nhưng mà cái thuận đó làm cho cái duyên mà giận dữ người đó nó lên nữa. Cái đó là mình làm cho cái nghiệp bệnh của người đó càng tăng trưởng, làm cho cái tâm lý bệnh người đó càng tăng trưởng, và người đó bệnh giận dữ nhiều, tim mạch yếu, phải không? Tăng xong lên thân. Cho nên nghiệp tâm lý và thân nó liên, nó không có xa lắm. Giận dữ hoài bắt đầu thành ra thân bệnh, rồi thân bệnh càng nhiều, tâm lý bệnh càng nhiều, thành ra cái nghiệp bệnh. Rồi càng nghiệp càng nặng, thân càng nặng, tâm càng nặng, cho nên đai xương. Rồi quý vị nhớ nha, thân bệnh thì mình chữa theo tâm thuốc, tâm bệnh thì mình chữa tâm lý, còn nghiệp bệnh thì phải lấy phước mà chữa. Thôi thì Phong Hòa chia sẻ với đại chúng bệnh và cách chữa. Ai gì là thôi. Trước khi dứt lời thì Pháp Hòa xin thưa là trong các hạnh của Bồ Tát có một hạnh nữa của Bồ Tát có nhiều hạnh lắm, mà trong đó có một hạnh gọi là bệnh hạnh. Pháp Hòa ví dụ có Bồ Tát thuyết pháp, có Bồ Tát tụng kinh, nhưng mà có một Bồ Tát bệnh, mà Bồ Tát này phải gọi đủ cái hành đạo của Bồ Tát này là hạnh bệnh hạnh. Tại sao gọi là bệnh hạnh? Bồ Tát này hiện cái bệnh và mượn phương pháp trị bệnh để chứng minh cho chúng ta thấy có bệnh và có thuốc. Sở dĩ chúng ta không hết là bởi vì chúng ta cứ nghĩ chúng ta không chữa được. Cho nên có một cái hạnh, một trong những hạnh của Bồ Tát gọi là bệnh hạnh. Giống như ông Duy Ma Cật, ông đâu có bệnh, nhưng mà ông giả bệnh. Ông giả bệnh để chi? Để các người tới thăm. Ông quen biết nhiều lắm, rồi mỗi người tới thăm ông tùy theo mỗi cái nghiệp của người đó mà ông giáo hóa. Thí dụ bây giờ cái người đó tới thăm ông vì cái thân tình, nhưng mà ông biết cái người đó nóng tánh đó. Ông mới nói: đạo hữu thấy tôi không? Nóng gì nóng nghe, giữ gì giữ nghe, mà tôi hồi bệnh tới nằm ngay đơn, một miếng giấy cũng lên không nóng. Cái thì ông kia thôi bớt hận giận đi, tôi này cũng giận quá mà tâm xong nó lên. Quen. Có cái vị cư sĩ đó, ông bệnh quá rồi sắp mất rồi, mà đâu có chịu quy y. Nhưng mà tới sắp, hồi sắp mất rồi bắt đầu mới chịu quy y. Mời thầy vô quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Xong cái lúc truyền giới, giới thứ nhất: không sát sanh bắt giữ được không? Ông cũng ráng, dạ giữ được. Giới thứ hai: trộm cắp giữ được không? Dạ giữ được. Giới thứ ba: ông tà dâm được không? Ông nói: trời ơi trời, trời giờ này là tà dâm gì nữa. Lúc mà truyền giới bị gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Sát sanh không? Dạ giữ được. Trộm cắp giữ được không? Dạ giữ được. Nó hỏi thì thôi thì thưa đại chúng là mỗi người chúng ta đều có thể hiện những cái bệnh, nhưng mà chúng ta phải cố gắng tìm mọi phương pháp để giải bệnh, để chúng ta làm cái hạnh cho tất cả mọi người xung quanh thấy. Tu giống như ăn bánh, ăn một cái thì no một cái, ăn hai cái thì no hai cái, không ăn thì không no, có ăn thì sẽ có no. Tu ít chứng ít, tu nhiều chứng nhiều. Chứng này không phải là chỗ chứng mà là chứng quả.
Quý vị hiểu ý vậy? Mình chưa có thể chứng được Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn, nhưng ít nhất cũng chứng được quả đầu là Tu Đà Hoàng. Vì Tu Đà Hoàng là gì? Tu Đà Hoàng nghĩa là người đã vào dòng của Thánh. Có nghĩa là một khi mình đã vào dòng Phật Pháp rồi thì không có thể nào rời khỏi cái dòng này nữa. Quý vị hiểu ý không? Cho nên hôm nay chúng ta học bệnh không phải chưa ra hết, mà chúng ta học cách chữa bệnh. Bệnh thân thì uống thuốc, bệnh tâm thì dùng tâm lý chữa, bệnh nghiệp thì tạo phước. Bây giờ mình bệnh quá không làm được gì hết, không sao, không cần rửa chén, không cần quét chùa, vô chùa ngồi niệm Phật. Có một Phật tử không làm gì hết nhưng mà thấy người ta chưng hoa, thì bà mới nói ngôn Phật, bà cầu nguyện cho tất cả mọi người ai cũng đẹp như hoa. Thấy cái cô kia quét nhà, bà niệm Phật chứ bà cầu nguyện, xin cầu nguyện cho tất cả mọi người quét được sạch đất cái mảnh bụi tâm của mình như Phật tử này đang quét nhà. Thấy Phật tử đưa lễ Phật, bà cầu nguyện, xin nguyện cho tất cả mọi người giữ được tâm khiêm cung như người đang lễ Phật. Quý vị thấy, tu trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ nhà không làm được gì hết, ngồi niệm Phật. Mình không để tiền của được cho con cháu, mình buồn rầu chuyện con cháu, đứa này nó hư, đứa kia nó không học, vân vân, mà không làm được gì hết. Đừng suy nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều tâm lý mệt, bệnh tật lan man, ngồi yên niệm Phật. Cứ niệm Phật, nhiều khi cái phước đức mình tích tụ để lại cho các cháu. Nhiều khi cái đến khi nào mình nhắm mắt mình đi thì con cháu tự nhiên sao tỉnh ngộ. Nhiều khi nó chưa có thấy cái chết, nó chưa tỉnh, mà khi nó thấy được cái bệnh cái chết nó tỉnh thì sao? Quý vị hiểu ý vậy? Cho nên là mình phải quán chiếu để mình thấy cái điều tu hành của mình nó không có xa mà nó ở gần ngay cái đời sống này. Ăn thua là chúng ta biết dụng, ứng dụng để chúng ta tu hay không. Thôi chúc đại chúng có một buổi tối an lành.